kính chào quý vị và khán giả đã đến với bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Và bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý ngay sau đây. Hội thảo khoa học, giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa, cuộc đời và sự nghiệp. Phát triển quảng bá nông sản trên nền tảng công nghệ số. 80 năm đề cương về văn hóa Việt Nam, chăm lo xây dựng con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Thưa quý vị, tại thành phố Hà Nội, Liên hiệp hội Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học, giáo sư viện sĩ Trần Đại Nghĩa, cuộc đời và sự nghiệp. Trong thời đại Hồ Chí Minh, đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam không phụ lòng tin yêu của Đảng, của nhân dân đã hết lòng đưa trí tuệ và sức lực của mình, cống hiến cho đất nước và dân tộc, góp phần giải phóng đất nước và xây dựng Tổ quốc như ngày hôm nay. Phát biểu khai mạc hội thảo, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam cho biết, giáo sư, viện sĩ, thiếu tướng, anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa là một người tiêu biểu trong lớp trí thức ấy, người mang trong mình tình yêu vô bờ với khoa học và Tổ quốc, người đã biến tình yêu thành sức mạnh, sức chiến đấu mãnh liệt, góp phần không nhỏ vào công cuộc cách mạng giải phóng đất nước và cống hiến cho sự phát triển của nền khoa học nước nhà. Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Thượng tướng Phạm Hoài Nam chia sẻ những đóng góp và đức độ của thiếu tướng, giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa đối với ngành kỹ thuật quân sự và công nghiệp quốc phòng đất nước là niềm tự hào đối với dân tộc. Đảng, nhà nước và quân đội đánh giá cao những đóng góp to lớn của giáo sư đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Đại tướng Võ Nguyên Giáp, các nhà khoa học kỹ thuật quân sự, nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tôn vinh giáo sư là ông Phật làm súng, ông vua vũ khí. Trong quân đội, ông từng giữ các chức vụ Cục trưởng Cục Quân giới, Cục trưởng Cục Pháo binh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần, Phó chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Khi chuyển sang lĩnh vực dân sự, ông giữ các chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương, Thứ trưởng Bộ Công nghiệp nặng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Cơ bản Nhà nước, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước, Viện trưởng Viện Khoa học Việt Nam, Hiệu trưởng đầu tiên Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Và hôm đấy, tên khai sinh của đồng chí Trần Đại Nghĩa nhận thấy nhân dân ta rất dũng cảm, kiên cường nhưng lại thiếu vũ khí, nên luôn thất bại trước vũ khí hiện tại ở dân pháp. Thực tế đó giúp anh suy nghĩ làm thế nào mà có vũ khí để bớt đi sự hy sinh xương máu của đồng bào. Với ý chí quyết tâm, tài năng, nghị lực của mình, ông tìm hiểu và viết một số trường đại học lớn ở Pháp giảng dạy các môn học có liên quan đến thiết kế chế tạo vũ khí. Ông là một trong số ít người Việt ở nước ngoài chọn học tập nghiên cứu về vũ khí nhằm góp phần giúp cho đất nước thoát khỏi cách cai trị của thực dân đế quốc. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn mong muốn các mặt hàng nông sản tiếp cận khách hàng bằng đa dạng các kênh bán hàng, trong đó tận dụng thị trường bán hàng qua nền tảng công nghệ 4.0. Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và TikTok Việt Nam ký kết hợp tác, chiến lược nâng cao năng lực chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hợp tác xã tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Nông nghiệp Nguyễn Minh Tiến chia sẻ, kết quả tích cực trong năm 2022 đã củng cố thêm triển vọng phát triển của OCOP trên nền tảng số, đồng thời tạo động lực cho những sáng kiến khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn. Hiểu rõ những khó khăn trong công tác định hướng truyền thông cho sản phẩm, TikTok sẽ thành lập các nhóm tư vấn trực tiếp để hướng dẫn giải quyết, xử lý các vướng mắc trong quá trình thiết lập, vận hành kênh bán hàng, bên cạnh việc thiết lập ngành hàng riêng cho các sản phẩm trên TikTok Shop. Chúng tôi muốn nâng cao cái kỹ năng số cho những cái chủ thể OCOP cũng như là những cái người mà có liên quan ở trong cái chuỗi giá trị này. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi đưa ra một cái cơ hội cho cỡ khoảng trên 1.000 các cái sản phẩm mà được đưa lên cái nền tảng TikTok Shop để mà người dùng có thể là mua được một cái sản phẩm gọi là chính hãng, chất lượng tốt, được nhà nước kiểm định với cái chi phí hợp lý. Với hệ sinh thái rộng lớn và đa tầng của TikTok, chương trình sẽ đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn mối quan hệ các nhà sáng tạo cộng đồng, nhằm đưa sản phẩm đến gần hơn với người dùng thông qua những nội dung sáng tạo và mới mẻ, mang đậm nét văn hóa địa phương. Thưa quý vị, ngày 27 tháng 2 tại Hà Nội, Hội thảo khoa học cấp quốc gia 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam, khởi nguồn và động lực phát triển. Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý cùng khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của đề cương về văn hóa Việt Nam, cũng như bàn luận về vai trò của văn hóa đối với đất nước và việc vận dụng linh hoạt đề cương về văn hóa Việt Nam
để văn hóa ngày càng giàu có cùng với sự đi lên của kinh tế đất nước. Đề cương có ý nghĩa lý luận sâu sắc, mang tầm thời đại, có vai trò là cương lĩnh đầu tiên của Đảng về văn hóa, là sự khai phá mở đường, là nền tảng lý luận về văn hóa của Đảng. Thực tiễn đã khẳng định những đóng góp quan trọng của đề cương đối với việc hình thành và phát triển nền văn hóa Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Trên cơ sở kiên định, nhất quán những quan điểm nền tảng của đề cương qua từng giai đoạn lịch sử, phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của cách mạng, Đảng đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung và phát triển tư duy lý luận để nâng cao năng lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin Chất lượng và cuộc sống của chúng tôi ngày hôm nay. Mọi đóng góp phản hồi, quý vị vui lòng gửi về tòa soạn số 214, ngõ 22, Tôn Thất Tùng, Đống Đa, Hà Nội, hoặc văn phòng đại diện phía Nam số 9/7, đường 56, khu dân cư Tân Quy Đông, khu phố 2, phường Tân Phong, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị cũng có thể liên hệ qua số hotline 024-3574-7649 hoặc hòm thư chất lượng và cuộc sống @gmail.com. Còn bây giờ, xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương mục của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!